Những người đã tiêm chủng sẽ nhận được thư xác nhận kèm mã QR để tải ứng dụng có tên Covipass trên ứng dụng điện thoại thông minh. Người dùng sau đó có thể sử dụng chứng chỉ này để vào các nhà hàng, viện bảo tàng hoặc các địa điểm khác có yêu cầu về chứng nhận chủng ngừa. Dự kiến chứng chỉ này sẽ có thể được chấp nhận trên toàn Liên minh châu Âu, thay thế các chứng chỉ tiêm chủng quốc tế được WHO chấp thuận thông thường. Mục tiêu là chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số này có thể được chấp nhận ở Helsinki, Amsterdam hoặc Malaga, và cùng với đó, Liên minh châu Âu cũng đang thiết lập một tiêu chuẩn cho các quốc gia, điều mà cho đến nay vẫn chưa có trên thế giới. Theo giới chức y tế Đức, vào cuối tháng này, tất cả những người đã tiêm chủng đầy đủ sẽ được cấp chứng chỉ vaccine kỹ thuật số này.